thiếu. Giải đấu này chúng ta biết là vừa là ấp ấp Sóc Trăng, vừa là giải đấu toàn quân, vừa là giải đấu năm mươi ngày hội. Nếu đúng thì ngày hội thì tự nhiên một kéo thành công của ngày hội tại Bạc Liêu hay là không có gì đấy. Ông học hóa đây là chúng tôi được khi vượt qua ngàn con những người dân trong tỉnh đã được tự nhiên một ngàn 200 mét. Cho nên có thể nói giải đấu này là nơi hội tụ của những anh tài, nơi những nhà vô địch gặp nhau, vô địch đóng góp, vô địch ngày hội và vô địch festival. Chúng ta cùng nhau vượt qua ta. Giai đoạn này gặp phải ông Kho thì đúng là quá khó khăn.
cho những gì diễn ra. Chúng ta thấy rõ ràng sự vượt trội của ông Kho trên dòng sông Bắc Đô Gô đến thời điểm này. Như vậy là chúng ta đã xem xong 8 trận đấu cực kỳ hấp dẫn ở giai đoạn đấu chéo 16 đội. Ở giữa Lương Nghĩa, Hậu Giang và Bạc Liêu thì chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đại diện của Bạc Liêu, đó là Đức Ngang Dừa. Kiên Giang chính là nhà vô địch của mùa giải năm 2020. Trong khi đó thì ô chung của Ngã Năm cũng là một chiếc ghe có danh hiệu rất tốt, đó là nhà vô địch của mùa giải 2017 và là á quân của mùa giải năm 2019. Trong khi đó thì cặp bán kết thứ hai, số ghe 34 và đối diện đó là Quách Đức Kim Châu, ghe số 2 trong một thời gian hai ghe vẫn còn rất là thân bằng. Không hiểu vì sao mà mỗi trận đấu con trò đều diễn ra căng bằng như thế, và trước cả bán kết, bán kết cả năm năm trước cũng như vậy, và hai năm trước cũng như vậy. Bây giờ bán kết cùng với Quách Đức chúng ta cùng chơi game Quách Đức với lúc nhất thành tốt đã được ra công đức. Liệu anh em có làm được điều đó với con trò hay không? Còn con trò anh có được chiến thắng mình ăn được giây phút này chúng ta cùng xem lại như thế nào. Gần như là hai đội ghe cùng song song trên đường đua, có lẽ chúng ta đã nhìn thấy, nhưng đội trọng tài xác định một cách cụ thể rõ ràng, có lẽ bằng mắt thường chúng ta đã xác định được đội vào chung kết cùng với phân tích là đội ghe nào, chúng ta đã xác định rồi. Nhưng chúng tôi vẫn chờ kết luận cuối cùng từ trọng tài bằng mắt thường. Trận bán kết hai giữa Quách Đức của Minh Châu và Lương Nghĩa Dân Xây Ông Kho bằng mắt thường chúng ta đã xác định được. Và bây giờ chúng tôi sau khi chờ kết luận từ trọng tài, bây giờ chúng tôi đã có kết luận đó, chúng ta cùng xem rõ ràng trên màn hình. Quách Bích đã về trước so với ông Kho.
ប្រកាសនឹងមកវិញដើម្បីប្រជែងយកអវ័នពេលឯងបាត់អស់អវ័នឆ្នាំ 2022